Xin chào bạn, không biết là mỗi lần mà nhắc tới những cái sản phẩm tai nghe thì các bạn sẽ thường nhớ tới thương hiệu nào ạ? Với cá nhân mình thì có hai thương hiệu mà mình cực kỳ là yêu thích cũng như là mình đang sử dụng rất là nhiều những cái sản phẩm đến từ hai thương hiệu này. Thứ nhất đó chính là Sony và thứ hai đó chính là Beats. Và hôm nay thì mình đang có đây mẫu tai nghe True Wireless mới nhất đến từ nhà Sony, có tên gọi đó chính là WF-XB700. Và đây là một cái dòng tai nghe mà Sony hướng tới những bạn trẻ nào mà yêu thích những cái thể loại nhạc mà thiên hướng về bass nhiều hơn và có cái từ đây đó chính là extra bass. Và trong cái video này thì mình sẽ mở hộp cũng như là đánh giá chi tiết cho bạn về cái chiếc tai nghe rất là thú vị này đến từ nhà Sony. Mức giá thì mình nhớ không nhầm là mức giá được bán ở thị trường Việt Nam sẽ là khoảng 3 triệu đồng, nhưng nếu anh em nào muốn mua chiếc tai nghe này với mức giá rẻ hơn một chút so với là mức giá niêm yết đến từ Sony thì có thể kéo qua hệ thống Savannah. Hiện tại thì Savannah đã có rất là nhiều màu sắc đến từ chiếc tai nghe này, và link cụ thể về chương trình khuyến mãi giảm giá bán hàng như thế nào thì mình sẽ đặt ở phần bình luận cũng như là phần mô tả của video ngày hôm nay. Sao mà trong một cái video mà mở hộp mình có thể đánh giá chi tiết được cho các bạn là bởi vì á, khi mà mình nhận từ bên Sony về thì mình nhận tới hai máy cơ. Đấy, hai chiếc tai nghe. Đây là một chiếc nguyên siêu này, với nguyên đai nguyên kiện. Còn một chiếc khác thì đây, đây là chiếc tai nghe của chúng ta. Đây là cái phiên bản màu đen. Mình đã mở hộp trước và mình đã trải nghiệm được một thời gian rồi. Đó là lý do tại sao mà trong cái video hôm nay mình có thể là vừa mở hộp vừa đánh giá chi tiết cho anh em. Đó là về cái hộp màu đen nha. Thực ra thì nó chỉ có khác biệt về cái màu sắc của tai nghe cũng như là có một số những cái chi tiết ở ngoài nó khác mà thôi. Còn bây giờ thì mình sẽ mở hộp cho anh em về cái phiên bản màu xanh này. Đây là cái thời khắc mà mình chờ đợi nhất, là bởi vì á mình cực kỳ yêu thích cái phiên bản màu xanh nhá, nhưng mà mình phải chờ đợi cho khi nào mà quay được cái phần mở hộp rồi thì mình mới dám động vào chiếc tai nghe này. Đây, đấy, khi mà mở hộp ra thì chúng ta có rất là nhiều những cái thông tin các bạn ạ. Chứ nữa có một cái thông tin rất là thú vị mà mình sẽ chia sẻ với bạn. Khá là khít, nói chung cái gì mới nó cũng khít mà. Đặc biệt đó chính là Sony. Đây, chúng ta sẽ có một đống sách hướng dẫn sử dụng này. Thôi cái này thì chỉ có đốt thôi. Đây, bây giờ chúng ta sẽ kéo nó ra. Ây da. Hơi cứng một chút. Và đây chúng ta sẽ có thêm một cái tem bảo hành nữa các bạn ạ. Đây, phiếu bảo hành đàng hoàng này. Đây là hàng chính hãng mà. Rồi, và bây giờ thì mở cái này ra. Wow, thực sự là mình cực kỳ là yêu thích cái phiên bản màu xanh này luôn. Không biết là ngoài xanh đen thì chúng ta sẽ có những cái màu sắc như thế nào. Nhưng có một cái thông tin mà ngay lập tức chúng ta chỉ cần nhìn vào đây thôi là cảm thấy niềm tự hào dân tộc khi mà chiếc tai nghe này được sản xuất made in Việt Nam nha các bạn. Made in Việt Nam đó. Và đây chúng ta sẽ có hai cái tai nghe màu xanh. Đó, xíu nữa mình sẽ show cho bạn luôn cái phiên bản màu đen nha, để xem từ bên trong còn có gì không. Chúng ta sẽ có những cái nút tai nghe cũng như là một cái sợi cáp. Và tất nhiên đây sẽ là đầu USB-C chứ không còn là micro USB cũ kỹ nữa. Rồi, quay trở lại với nhân vật chính chúng ta ngày hôm nay, chiếc WF-XB700. Mình xin phép các bạn là mình sẽ đọc tắt đó chính là XB700 thôi, chứ không đọc dài nó lại léo lưỡi. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng cất cái phiên bản màu đen ra một bên, bởi vì mình thích show cho bạn cái phiên bản màu xanh hơn, bởi vì mình thích màu xanh. Xíu nữa anh em nào thích màu đen thì mình sẽ show sau nha. Và nếu mà nhìn vào cái thiết kế hộp bên ngoài như thế này, các bạn sẽ liên tưởng tới cái gì ạ? Với cá nhân mình nha, thì mình sẽ liên tưởng tới cái tòa nhà Viettel ở ngoài Hà Nội á, thì mình thấy là nó sẽ hơi nghiêng nghiêng như thế này. Thì cái hộp bên ngoài của chiếc XB700 nó cũng nghiêng nghiêng. Tuy nhiên thì đây là một cái đường thẳng, còn cái tòa nhà Viettel thì nó sẽ là đường vòng cung. Và một cái điểm nữa mình cũng đánh giá rất cao ở chiếc XB700 này về cái thiết kế hộp, đó chính là mọi thứ bên ngoài cũng như là phần bên trong của hộp hay là phần tai nghe đều được làm nhám. Với một chiếc tai nghe mà hướng tới thể dục thể thao, dành cho những bạn nào mà tập luyện thể dục thể thao, thiết kế dạng nhám như thế này là cực kỳ hợp lý. Tại sao mình lại nhấn mạnh vào cái từ cực kỳ hợp lý, là bởi vì chúng ta sẽ tập luyện ở rất là nhiều những môi trường khác nhau, và cái việc mà ra mồ hôi này cho tới là cái việc là bám bụi bẩn hay là trầy xước là một điều rất khó để có thể là tránh khỏi được ở những chiếc tai nghe mà dạng bóng như thế này. Đấy, giống như kiểu là ở trên cái chiếc Galaxy Buds cộng của mình đang sử dụng á, thì nó cũng bị bóng kiểu như vậy, đâm ra nó cực kỳ là dễ chảy xước. Và với cái thiết kế như thế này thì chúng ta có thể là cầm nắm và dễ dàng để ở bất kỳ nơi đâu, cực kỳ nhỏ gọn và rất là xinh xắn. Và cái phần nắp hộp thì nó cũng được thiết kế rất là ấn tượng, đó chính là có thể nhìn xuyên vào cái phần đèn ở bên trong. Các bạn thấy là bây giờ thì hai chiếc tai nghe của mình nó sắp hết pin rồi á, nó bắt đầu đang sạc này. Hay là khi mà các bạn cắm cái sợi cáp USB-C phía sau thì ở cái đèn phía trước nó cũng sáng lên để giúp cho người dùng biết là điện đã vào rồi. Và khi mà mở ra như thế này, các bạn thấy là mọi thứ bên trong cũng được làm nhám, và chúng ta sẽ có cái ký tự là bên trái hay là bên phải. Bây giờ thì mình sẽ lấy hai cái tai nghe ra và show cho bạn ở phía bên trong. Mọi thứ làm được rất là nhỏ gọn, cũng như là cái hộp sạc này nó sẽ có thể sạc được khoảng tầm là 9 tiếng nha bạn. Và cụ thể về thời lượng pin của nó như thế nào thì mình sẽ nói ở phần sau của video ngày hôm nay.
Quay trở lại với cái tai nghe thì đây là cái phần tai nghe, các bạn thấy là nó có một thiết kế cực kỳ dị các bạn ạ. Với cá nhân mình chưa bao giờ có một chiếc tai nghe nào mà nó có thiết kế dị như thế này. Nó có rất là nhiều tầng, mình gọi là tầng nha. Còn anh em thích gọi như thế nào thì có thể gọi và có thể comment cho mình biết với. Chúng ta sẽ có một tầng, hai tầng và ba tầng, cái tầng núm và nó sẽ nhỏ dần như thế này. Và đây là cái phần bên ngoài, có lẽ rất là nhiều anh em nghĩ ở đây chính là cái phần bản cảm ứng. Tuy nhiên rất đáng tiếc là chiếc tai nghe XB700 này sẽ không có bản cảm ứng mà nó sẽ có một cái nút vật lý ở phía dưới như thế này. Với cá nhân mình nha, việc mà không trang bị cái bản cảm ứng ở đây mà tích hợp cho nó một cái nút ở một bên á là một cái điều rất hợp lý. Tại sao? Là bởi vì mình đang sử dụng rất là nhiều những chiếc tai nghe mà có cái nút vật lý ở ngay đây á, mỗi lần mà nhấn vào nó cực kỳ là đau tai. Cho nên là việc mà thiết kế mà bỏ phía dưới như thế này, mỗi lần mà mình nhấn vào nó không làm cho cái tai của mình nó cảm giác bí hay là đau quá là nhiều. Và mỗi bên thì chúng ta sẽ có một cái tai khác nhau. Ví dụ như ở bên tay trái của chúng ta á, thì cái phần nút này nó sẽ phụ trách cho cái việc là tăng giảm âm lượng. Nếu mà các bạn nhấn một lần á, một cứ nhấn cứ đúp 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 như thế này này, đấy, thì nó sẽ tăng âm lượng. Còn nếu mà các bạn nhấn giữ lâu á thì nó sẽ giảm âm lượng xuống các bạn ạ. Còn ở phía bên này thì chúng ta sẽ có cái nút để có thể là tới bài hát này, hay là dừng bài hát, hay là lùi bài hát, hoặc là bạn nhấn giữ lâu thì nó sẽ kích hoạt trợ lý ảo là Google Assistant. Mọi thứ thì với cá nhân mình thấy cũng tương đối là tiện lợi. Về cái thiết kế mà nó to như thế này này, các bạn thấy là cái phần tai nghe thiết kế to như thế này thì nó có hai mặt. Thứ nhất là mặt lợi và thứ hai mặt hại. Cái mặt lợi ở đây là gì? Đó chính là nó sẽ lưu trữ được nhiều pin hơn. Và theo như bên Sony công bố thì với cái việc mà các bạn nghe nhạc đâu đó khoảng tầm là 50% thì có thể là nghe nhạc liên tục với chiếc tai nghe này lên tới là 9 tiếng nha. Chỉ nói không cái phần tai nghe, chưa nói đến cái phần hộp sạc nha bạn. Đây là một cái thời gian nghe mình thấy là nó rất là ấn tượng, dành cho những bạn nào mà thích tập thể dục thể thao một cái thời gian dài, các bạn sẽ không lo là đang tập thì chiếc tai nghe của chúng ta hết pin và phải bỏ lại vào trong cái hộp để có thể sạc được. Nhưng mặt hại của nó là gì? Là nó tương đối to, cho nên là đâm ra nếu anh em nào mà có cái thú vui đó chính là mang tai nghe lên tai và đội mũ bảo hiểm 3/4 á thì các bạn sẽ không thể đổi được đâu. Mình đã thử rất là nhiều lần rồi. Nhưng mà mình cũng khuyên cáo các bạn là không thể mang tai nghe khi mà chúng ta đi xe máy nha, rất là dễ bị phạt 1.000.000 đồng ấy. Cho nên là các bạn có lẽ cái này nhược điểm này thì nó cũng không gây ảnh hưởng quá nhiều tới trải nghiệm của chúng ta. Còn về cái việc mà nó đeo lên nó có cảm giác đau tai hay không á thì mình là một người cực kỳ là khó tính về cái vấn đề là đeo tai nghe. Mình đã từng chê trách rất nhiều ở chiếc tai nghe WF-1000XM3 về cái cảm giác đeo của nó không tốt. Nhưng sang với cái XB700 này thì cái phần ống tai đã được thiết kế ngắn lại một tí xíu, đâm ra là khi mà mình nhét vào nó không gây cho cả cảm giác là quá là đau tai cho cái quá trình mà mình sử dụng. Và bên cạnh đó thì khi mà mình rung lắc hay mình di chuyển thì mình thấy là nó cũng khá là ok, nó không bị cái vấn đề là rớt tai nghe ra đâu. Chỉ có trừ khi mà các bạn đeo những cái gì mũ 3/4 thì nó mới có thể rớt được chiếc tai nghe này ra thôi. Và ở đây các bạn thấy là chúng ta sẽ có thêm một cái dòng chữ Việt Nam. Việc mà có nhiều dòng chữ Việt Nam và sản xuất ở Việt Nam như thế này thì mình nghĩ là bên nhà Sony đang muốn là xuất khẩu chiếc tai nghe này sang Mỹ. Bởi vì nếu mà sản xuất ở Trung Quốc á, mà xuất khẩu sang Mỹ á, thì sẽ bị đánh thuế rất là cao. Còn xuất khẩu ở Việt Nam trở đi thì sẽ có mức thuế rẻ hơn. Và đúng thiệt là chiếc tai nghe này có mức thuế, mức giá ở Mỹ mình nhớ không nhầm chỉ là $130 mà thôi. Một mức giá ở nước ngoài mình thấy cũng rất là hợp lý và ở Việt Nam cũng rất là ok. Đó là về cái phần thiết kế. Còn về cái chất âm như thế nào thì đây, ngay ở bên ngoài hộp thôi, các bạn đã thấy là chúng ta sẽ có cái dòng chữ là Xtrabass rồi, là các bạn biết chiếc tai nghe này nó sẽ thiên hướng về gì rồi đúng không ạ? Với những bạn nào mà thích nghe kiểu là nhạc TikTok EDM của Trung Quốc này, hay là những cái thể loại nhạc ở quán bar, nhạc mà có cái bass mạnh á, thì thực sự với cá nhân mình, trong cái tầm tiền khoảng 3.000.000 đồng, không có một chiếc tai nghe nào mình từng sử dụng qua mà có cái lượng bass nhiều và chắc và đã giống như kiểu là XB700 như thế này các bạn ạ. Việc mà nói chém gió như thế này thì nó cũng hơi khó chịu cho các bạn đúng không? Bởi vì việc mà bọn mình review tai nghe thì đôi lúc mình không thể là sâu cho bạn về cái phần chất âm của nó được thì cũng mong là các bạn thông cảm nha. Nhưng mình có thể khẳng định luôn cho anh em đó chính là mình đã sử dụng rất là nhiều những chiếc tai nghe ở đây. Đây, mình sẽ sâu luôn cho các bạn. Đó, không phải là khoe đâu nha, nhưng mà mình đang minh chứng cho anh em đó chính là mình đang sử dụng rất rất là nhiều những chiếc tai nghe trong cái tầm tiền từ 3 cho tới 4 và thậm chí là 5.000.000 đồng, thì không có một chiếc tai nghe nào mà cho mình cái cảm giác về bass nó đã giống như kiểu là ở XB700 như thế này được. Mọi thứ đều rất là ok. Còn với những cái giải khác nha, mặc dù là nó là một chiếc tai nghe thiên hướng về bass, nhưng mà về những cái giải khác như là mid và treble thì mình thấy là nó cũng không bị chìm quá là nhiều đâu. Tiếng ca sĩ hát chúng ta vẫn nghe tương đối là tốt, hay là khi mà chúng ta nghe những cái tiếng treble thì mình thấy là cũng khá là ok. Nhưng với những bạn nào mà các bạn thích nghe những cái thể loại là pop ballad á, thì mình nghĩ là các bạn không nên mua chiếc tai nghe XB700 đâu. Bởi vì những cái mặc dù là tiếng treble hay là tiếng mid của nó nghe cũng được, nhưng mà nếu mà để nói chuyên sâu về những cái thể loại nhạc đó thì nó sẽ không đã giống như kiểu là cái việc mà chúng ta nghe những cái thể loại EDM ở trên cái chiếc XB700 như thế này.
Đó là về chất âm, vậy thì cái phần kết nối hay là độ chế âm thanh ở trên chiếc XB700 thì nó sẽ như thế nào? Đây là một cái điểm mà mình hơi đáng buồn một chút ở trên cái chiếc tai nghe XB700 này. Mặc dù là bass rất ngon nhưng có một cái điểm mà mình không thích cho lắm, đó chính là nó sẽ là một bên chính và một bên phụ chứ không phải là truyền song song độc lập nha các bạn. Và một cái điểm đó chính là ví dụ như thế này, khi mà mình đang sử dụng chiếc tai nghe này nha, mà mình mở nó ra mình chỉ muốn nghe một mình tai phải thôi á thì không được các bạn ạ. Mà bắt buộc là chúng ta chỉ có thể nghe một lần độc lập là tay trái, còn tay phải mà chúng ta rút rào mà chúng ta vẫn để cái tay trái ở trong hộp á thì chúng ta sẽ không thể nghe được. Bây giờ thì mình sẽ demo luôn cho anh em này. Bây giờ mình sẽ mở chiếc điện thoại mình ra. Và đây các bạn thấy là nó, khi mà bây giờ mình lấy chiếc tay trái ra này, các bạn sẽ chờ một xíu nha, ngay lập tức nó sẽ có thể là kết nối được. Đây các bạn thấy là nó sẽ hiện thị ngay cái phần là kết nối ở phía trên. Nhưng mà bây giờ nếu mà bây giờ mình tháo cái tay phải ra, mình chỉ tháo cái tay phải ra thôi thì các bạn thấy là nó không thể kết nối được nha. Và nếu mà bây giờ như thế này, đó chính là mình sẽ tháo hai tay ra để cho nó có thể là kết nối vào chiếc điện thoại 5X2 Pro của mình. Thì đây các bạn thấy là kết nối được bình thường này. Nhưng mà bây giờ mình bỏ lại chiếc tay trái vào trong hộp thì ngay lập tức tay phải của này cũng trở thành vô dụng mà thôi. Cho nên là nếu mà anh em nào mà mất bá cái tay trái là xem như là chúng ta cũng không thể nghe được, không thể sử dụng được các bạn ạ. Nếu bạn nào mà biết cách có thể là sử dụng được cái tay phải á thì có thể là comment cho mình biết với nha. Còn hiện tại thì mình chưa biết cách làm thế nào để có thể là sử dụng cái tay phải độc lập ở trên cái chiếc XB700. Một cái điểm nữa mình nghĩ sẽ rất là nhiều anh em quan tâm đặc biệt đó chính là anh em gaming, đó chính là về độ chế âm thanh. Cái việc mà một tay chính mà một tay phụ á thì một trong những vấn nạn lớn nhất đó chính là cái độ ở chế âm thanh của nó tương đối là nhiều. Nhưng mà với chiếc XB700 thì các bạn khỏi lo luôn, mình sẽ có cái phần demo ngay sau đây cho anh em về cái việc là chúng ta bắn PUBG, mọi thứ đều rất ok và không có gì phải phàn nàn cả. Còn về cái thời lượng pin thì như thế nào? Với chiếc XB700 như hồi nãy mình có nói rồi là theo như công bố của nhà sản xuất á thì mỗi lần sạc ở chiếc tai nghe này chúng ta có thể là sử dụng liên tục khoảng tầm là 9 tiếng. Nhưng khi mà mình mở ở cái mức âm lượng khoảng tầm là 70% nha thì nó sẽ có thể là nghe được khoảng tầm là 8 tiếng các bạn ạ. Thường là mình sẽ nghe nhạc ở mức là 70%. Âm lượng của nó cực kỳ là lớn luôn. Lần đầu mình về mình cứ tưởng là nó không lớn nhưng mà cuối cùng nó cực kỳ là lớn và cực kỳ là đã, nghe cực kỳ là thích luôn. Tuy nhiên cái vấn đề ở đây đó chính là cái hộp sạc này, nếu các bạn nghe một lần rồi nha, các bạn nghe rồi và các bạn bỏ chiếc tai nghe của chúng ta, các bạn nghe hết nhạc rồi, hết pin luôn rồi các bạn bỏ vào thì nó chỉ hỗ trợ duy nhất được một lần sạc mà thôi. Và tổng thời gian mà các bạn có thể là nghe được đi kèm hộp sạc chỉ là 18 tiếng các bạn ạ. Nó khác với những chiếc tai nghe hiện tại, nó lên tới khoảng tầm là hơn 30 tiếng hoặc là 30 tiếng hoặc là ít nhất cũng phải tầm là 25 tiếng. Thì cái chiếc XB700 này có cái thời gian tổng nghe thì nó không thực sự là dài cho lắm. Và bên cạnh đó một cái điểm nữa, một cái hạn chế nữa ở trên cái chiếc XB700 đó chính là chúng ta sẽ không có bất kỳ một cái app nào cả. Mà chúng ta mua như thế nào thì về chỉ có sử dụng như vậy thôi. Chúng ta không thể cái chỉnh tùy chỉnh được là bass nhiều hay bass ít, treble nhiều hay là treble ít được, mọi thứ thì bên nhà Sony đã set up như thế này. Và ok, như vậy thì mình đã hoàn thành xong cái video đánh giá chi tiết cho các bạn về chiếc tai nghe WF-XB700 đến từ nhà Sony. Với cá nhân mình thì đây là một chiếc tai nghe có thiết kế đẹp, dị. Và bên cạnh đó, bass của nó cực kỳ là ngon. Và thậm chí với cá nhân mình thì đây là chiếc tai nghe có bass tốt nhất trong cái tầm giá khoảng 3 triệu đồng. Còn các bạn suy nghĩ gì về chiếc tai nghe này? Và với mức giá khoảng 3 triệu đồng, các bạn có mua cái chiếc WF-XB700 này hay không thì có thể là comment ở phía dưới video ngày hôm nay của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Nếu gặp thấy video hữu ích, các bạn có thể là một like, share cũng như là subscribe và nhấn vào nút chuông để có thể nhận được video mới nhất từ channel của mình. Còn bây giờ thì bye bye, khoe tiếp lần nữa này. Đấy, các bạn thấy là mình có nhiều tai nghe không? Cực kỳ là nhiều tai nghe luôn. Và hôm sau sẽ sắm thêm một vài chiếc nữa. Bye bye.